I'm number one. Happy New Year. I love Vietnam. This is the greatest country in the world. Happy New Year 2021. I worry for the U.S., but not Vietnam. Vietnam's doing great. I'm so happy to be here and not in the U.S. right now. Cho anh bật em một chút về cái công việc đó được hôm nay nhá. Ok anh. Cho em biết là tên của em ấy. Em tên Hằng. Em tên là Hằng. Em ơi, thì hôm nay đón giao thừa ở đây mình cảm giác cái không khí ở từ thiện như thế nào? Và em có muốn gửi lời chúc năm một năm mới tới ai không? Em thấy không khí ở Bùi Viện rất là náo nhiệt và rất là đông vui. Em cũng rất là mừng vì Việt Nam mình có những cái biện pháp bảo vệ và mọi người Việt Nam thì luôn luôn đoàn kết để bảo vệ Covid, để chúng ta vẫn có một cái Tết, một cái chúng ta vẫn có thể cùng nhau đón một cái New Year rất là nhộn nhịp và náo nhiệt ngày hôm nay. Happy New Year 2021! Happy New Year 2021! Chúc mừng năm mới 2021! We came here from the trunk and I think that the atmosphere here is wonderful and Saigon is a great city to celebrate New Year, so that's why we're glad to be here and celebrate it with Vietnamese people. Well, what do you do for New Year coming? Of course. Of course, I wish health. This is the most important thing. And just enjoy life and remember to celebrate every moment. When you COVID come, where are you staying? Where were you in the whole year in Vietnam? We stayed in Nha Trang. We stayed in Nha Trang. Near the coast, near the sea. I would like to ask that about for you and your family. Do you have any new wish for them, daily for them in the new year coming? Of course, I would like to say big hi to my family and to my parents. Unfortunately, we are not together this time, but I wish them all the best and I hope to see them soon.